Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em làm cái video giới thiệu cho các bác cái dòng mic Zilicat này. Đây là cái dòng mic sự kiện các bác nhé. R3300. Cái dòng này thì nó là chuyên sự kiện rồi. Chất lượng thì rất nhiều người bán rồi. Chất lượng thì không phải quảng cáo về cái dòng chất lượng này nữa. Đây là hình thức trước mặt các bác, cái hình thức là nó còn rất là tốt các bác nhé. Rất là đẹp. Ở đây thì em có bóc ra một cái lớp băng dính. Bóc thử một lớp thôi, một cái thôi. Còn những cái này thì nó còn nguyên cả băng dính nha các bác nhé. Sau khi bác bóc ra thì nó đẹp như mới luôn. Đấy, bác nhìn thấy. Còn cái đoạn này, đoạn cuối nó chưa bóc nốt này. Nó có một cái lớp băng dính như này. Đấy. Vẫn còn nguyên băng dính nha bác nhé. Lọt ra đẹp như mới. Về hình thức thì đẹp xuất sắc. Còn những con này dưới thì em không tháo. Không bật ra, vẫn để nguyên. Đây là tai mic này. Côn zin đi cả, tất cả còn nguyên zin các bác nhé. Tai mic, chuôi mic, đấy. Còn rất là đẹp, đẹp đến 99% các bác nhé. Cái bộ mic tuyển chọn, còn đây là đầu thu. Đầu thu này thì các bác chắc bác xem video ở trên YouTube thì cũng rất là nhiều anh em làm rồi. Bốn góc thì có bốn cái sơn để niêm phong, và tất cả các ốc này này là đều có keo, tất cả các ốc đều đổ keo của nhà máy thì là vẫn còn nguyên các bác nhé, chưa có nhấc men ra đâu nhé. Đấy. Hàng thì em bao cho bác từ zin từ A đến Z luôn các bác nhé. Ốc keo nhà máy là vẫn còn nguyên này, chưa nhấc ra luôn. Đấy. Muốn sửa thì phải nhấc ốc ra, mà không nhấc ốc ra thì không sửa được, mà chưa nhấc ốc tức là chưa sửa. Kể cả hộp sóng này vẫn còn nguyên keo này. Về hình thức mặt trước thì rất là đẹp, mặt sau cũng đẹp. Tay mic thì zin, côn zin. Tiếng thì không phải quảng cáo con này luôn các bác nhé, tiếng thì không phải cần quảng cáo. Những cái dòng mic này hiện tại nếu mà nó là hàng mới bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng 6 đến 8 triệu. Đây là hàng bãi thôi. Hàng thì đẹp, hình thức thì đẹp, ruột gan thì zin. Chất âm thì không cần quảng cáo. Pin thì con này ăn rất là nhẹ nhàng. Pin con này có thể nói là ăn như người thôi các bác. Nó chỉ hít thôi chứ nó không ăn. Pin thì cực bền luôn. Đã là cái dòng mic sự kiện thì là pin rất là bền. Chạy ổn định, sóng xa. Đây là rõ mic. Nói là mới thì không phải, nhưng nói chung là nó còn phải đạt đến tầm 90% trên 90%. Kể cả từ rõ mic đến tai mic. Thỉnh thoảng có hơn một vết sức một chút thôi các bác nhé. Chất lượng thì không bàn cãi, mà hình thức thì rất là đẹp. Dòng này hát gia đình thì quá ok, mà các bác làm sự kiện, cái dòng này thì lại càng là ok luôn. Đấy. Dòng sự kiện chuyên nghiệp các bác nhé. Còn giá thì cũng chỉ như giá thị trường thôi, còn không so với những giá năm trước. Năm trước thì chắc chắn là bây giờ không ai bán được. Đấy. Nên các bác nhiều khi cứ tra vào YouTube đi thì gõ giá hay nhiều một số đối tượng hay để láo. Đấy. Vì là người ta có hàng, hết hàng rồi người ta cứ để láo như thế. Đấy. Nên khi bác hỏi thì người ta hết rồi không có. Hoặc là kể cả cái video mới cũng thế thôi. Video mới có khi người ta đôi loa xịn người ta để 6 triệu. Nhưng thực tế là chẳng bác nào mua được cả 1.000 bác, không bác nào mua được đôi nào. Chỉ là câu view thôi bác nhé. Còn em báo nó khoảng trên dưới 3 triệu. Đấy. Trên dưới 3 triệu. Còn 2 triệu rưỡi là không có. Bởi vì 2 triệu rưỡi nhập về cũng chưa được. Hiện thời điểm hiện tại. Còn chất lượng thì quá ok rồi. Đấy. Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Hát gia đình, sự kiện thì không phải chê rồi. Giá thì là trên dưới 3 triệu thì báo tầm đấy. Cứ gọi cho em là ok nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Đẹp mướt luôn. Nhập hàng tuyển cho các bác về chơi cho nó đẹp nhé.